À, khi đi chợ thì thường Ánh Minh hay mua rau ở đâu? Khi đi chợ thì Ánh Minh thường là mua ở siêu thị, nhưng mà cũng hầu hết thì mua ở chợ là chính, bởi vì thứ nhất là nhanh, là gọn, tiện đường. Nhưng quả thật là đôi khi mua ở chợ, nhiều lúc mà bản thân Ánh Minh cũng cảm thấy là không an toàn lắm vì sợ rau còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. À, dân tâm trạng của Ánh Minh thì cũng như bao người khác vậy thôi. À, mặc dù biết là nhiều loại rau ở chợ không chắc chắn sẽ đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng mà cũng không còn cách nào khác, vẫn phải mua, đúng không ạ? Ừ, đúng vậy. Nhưng mà nếu mà không bận lắm thì bản thân Ánh Minh cũng vào siêu thị cửa hàng rau được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đảm bảo các tiêu chí sạch an toàn để mua. Và cũng nhân chuyện về việc rau an toàn, tôi muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện về một người nông dân gắn bó với nghề trồng rau hơn 10 năm. Nhưng trước nỗi lo về vệ sinh an toàn thực phẩm, ông đã tự thay đổi tư duy, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất rau an toàn nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bởi một lý do rất đơn giản, an toàn cho bản thân gia đình cũng là an toàn cho xã hội. Nhân vật đó là ai? Mời anh Khắc Trí cũng như là quý vị theo dõi qua phóng sự sau. Ở cái tuổi ngoài 60, nhưng ông Bùi Minh Hải, ngụ ở xã Bình Ba, huyện Châu Đức, hàng ngày vẫn cần mẫn bên vườn rau ăn lá của gia đình. Đối với ông, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc khi được lao động. Và trên thực tế, nó đã gắn bó với ông hơn 10 năm nay. Những tưởng tư duy sản xuất nông nghiệp đối với những người lớn tuổi như ông Hải sẽ không thay đổi. Thế nhưng trước nhu cầu sử dụng rau sạch an toàn của thị trường cũng là đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân, gia đình, xã hội. Ông Hải đã từ bỏ tư duy trồng rau theo phương pháp truyền thống mà chuyển sang sản xuất rau hữu cơ. Trồng rau vốn thu nhập chỉ đủ sống, nhưng ông Hải vẫn quyết định đầu tư 400 triệu đồng để xây dựng mô hình nhà lưới trên diện tích 2.000 mét vuông đất. Kinh nghiệm trồng rau hơn 10 năm của ông Hải cho thấy trồng rau theo phương pháp truyền thống buộc nông dân phải sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật vì sâu bệnh nhiều, rau chậm lớn. Chưa kể thời tiết khắc nghiệt như mùa mưa thì rau rất khó trồng. Nhưng trồng trong hệ thống nhà lưới thì hoàn toàn ngược lại. Với nhiệt độ ổn định, có nhà lưới bao quanh nên các loại côn trùng không thể tấn công rau. Nếu có phun xịt thì ông Hải cũng sử dụng hỗn hợp thuốc sinh học do ông tự chế để diệt côn trùng như tỏi, ớt, gừng, sả. Nếu cũng cùng một cái sản phẩm này mà tôi trồng ở ngoài ấy, thì tôi chỉ thu thời gian được khoảng độ 20 ngày là coi như là hết mùa. Thế nhưng mà khi mà làm ở trong nhà kính này thì đây, tức là coi là cái lá từ dưới chân mà lên tới ngọn này là nó xanh mướt như thế này. Trong khi á, mình coi làm ở ngoài không bao giờ có được cái giàn lá nó đẹp như thế. Tức là coi là mình có thể thu tới 2 tháng, thời gian thu nó kéo dài ra, thì cái chi phí nó thấp đi và năng suất nó cao hơn. Người dân người ta bây giờ cũng đang cần cái rau sạch, sợ cái rau mà sử dụng cái thuốc có cái lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trong đó, cho nên là sử dụng mấy nhà lưới như này là rất hợp lý với lại phát triển cái mô hình trồng rau sạch này mà nhân rộng là rất là tốt. Hiện vườn nhà ông Hải trồng rất nhiều loại rau ăn lá và ăn quả. Bình quân một tháng, ông cung ứng cho thị trường trên 3 tấn rau. Mặc dù giá cao gấp đôi so với rau truyền thống, nhưng toàn bộ sản phẩm của trang trại ông Hải vẫn được người tiêu dùng trong và ngoài huyện Châu Đức ưa chuộng, chọn lựa. Ngoài ra, trang trại rau của ông còn cung cấp cho các trường mầm non trên địa bàn huyện. Mô hình này đang giúp ông Hải thu lợi nhuận khoảng 30 triệu đồng một tháng.